Lưu Mỹ Linh và Lương Minh Châu xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức của Đài Sài Gòn TV. Và hôm nay là thứ Hai ngày 24 tháng 7 năm 2023. Và sau đây là những bản tin trong ngày, xin kính mời quý khán thính giả theo dõi. Và kính thưa quý vị, mở đầu là phần tin thế giới. Chống lệnh cảnh sát sau vụ đâm xe, nữ Bộ trưởng Tư pháp New Zealand mất chức. Bộ trưởng Tư pháp New Zealand Kiri Allen vừa từ chức hôm nay 24 tháng 7 sau khi bị cảnh sát buộc tội lái xe liều lĩnh và chống lại lệnh bắt giữ sau một vụ va chạm xe hơi. Thủ tướng Chris Hipkins cho biết bà Allen liên quan đến một vụ đâm xe hơi lúc hơn 9 giờ tối 23 tháng 7 ở Wellington. Cảnh sát đã bắt giữ nữ bộ trưởng này trước khi trả tự do cho bà 4 tiếng sau đó. Bà Allen đã nhận giấy thông báo vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông và sẽ phải hầu tòa một ngày sau. Từng được coi là ngôi sao đăng lên của công đảng, bà Allen gần đây đã nghỉ việc để điều trị sức khỏe tâm thần sau khi công khai chia tay bạn đời và đối mặt với các cáo buộc có quan hệ công việc không tốt với nhân viên. Thủ tướng Hipkins tiết lộ ông đã trao đổi với bà Allen, đồng thời bày tỏ nữ chính khách này hiện không phù hợp để tiếp tục làm bộ trưởng vì việc lãnh đạo Bộ Tư pháp bị buộc tội hình sự là không thể chấp nhận được. Bà Allen đã đồng ý với quan điểm trên và xin từ chức. Theo báo Guardian, vụ việc của bà Allen là bê bối mới nhất liên quan đến các bộ trưởng trong chính phủ New Zealand khi chưa đầy 3 tháng nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử quốc gia. Kết quả các cuộc thăm dò gần đây cho thấy phe bảo thủ đối lập đã vươn lên hoặc vượt đảng tự do cầm quyền về tỷ lệ ủng hộ của cử tri, hứa hẹn các cuộc bỏ phiếu đầy kịch tính. Tin đến từ Ecuador, thưa quý vị. Một thị trưởng bị ám sát và đã gây ra bạo loạn ở trong nhà tù. Giới chức của Ecuador cho hay ông Augustin Intriago Quinzano là thị trưởng của thành phố cảng Manta đã bị bắn chết vào hôm Chủ nhật. Sự việc xảy ra khi ông Quinzano, 38 tuổi, mới được bầu làm thị trưởng ở tại thành phố Manta hồi tháng 2. Ông đang kiểm tra các công trình công cộng ở trong thành phố. Tổng thống của Ecuador là Guillermo Lasso đã bày tỏ sự đau buồn ở trên Twitter và ra lệnh cho các nhà chức trách đưa những kẻ giết người ra trước công lý. Bộ trưởng Nội vụ Ecuador là Juan Zapata xác nhận một phụ nữ cũng đã thiệt mạng trong vụ việc, 4 người bị thương và 2 trong số đó là nghi phạm. Trong một diễn biến khác, có ít nhất là 5 tù nhân đã bị thiệt mạng và 11 người khác bị thương trong một cuộc đụng độ xảy ra vào cuối tuần giữa các thành viên băng nhóm ở tại nhà tù Guayas số 1 ở thành phố Guayaquil thuộc về phía tây của Ecuador. Cơ quan quản lý nhà tù cho biết cuộc đụng độ giữa các tù nhân thuộc về những nhóm tội phạm có tổ chức đối địch đã diễn ra từ tối ngày 22 tháng 7 cho đến sáng ngày 23 tháng 7 theo giờ địa phương và những người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện. Một số nhân viên an ninh hiện nay đang bị các thành viên băng nhóm giam giữ ở trong nhà tù và lực lượng an ninh đang nỗ lực giải cứu. Tổng thống Guillermo Lasso đã tăng cường lực lượng an ninh và tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở trong hệ thống nhà tù để nhằm kiểm soát bạo lực. Quân nhân bắn chết 13 người vì không kịp dự đám tang con trai tại Congo. Julius Nogongo, phát ngôn nhân quân đội CHDC Congo tại tỉnh Ituri cho biết một binh sĩ đã xả súng tại làng trài Nyakova tối 22 tháng 7 sau khi biết con trai đã được chôn cất trước khi anh ta kịp về nhà. Binh sĩ này không chấp nhận sự thật là tang lễ con trai đã hoàn tất khi anh ta chưa có mặt. Trưởng làng Bakara Mugrukwa Oscar nói thêm, nói rằng nghi phạm đóng quân ở Gubum cách nhà khoảng 55 km. Vụ xả súng làm 13 người thiệt mạng, trong đó có vợ, mẹ vợ và 2 người con của nghi phạm. Giới chức Congo chưa công bố danh tính của người này. Sau khi nổ súng, nghi phạm đã trốn khỏi hiện trường. Theo Ngongo, quân đội Congo đã cho lực lượng truy bắt người này, gọi sự việc là hành động vô kỷ luật sẽ được tòa án binh xử phạt. Tin từ nước Nga cho biết, máy bay không người lái đã đâm vào 2 tòa nhà ở ngay trung tâm của Moscow, chỉ cách Bộ Quốc phòng có 2 cây số. Theo hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin, ngày hôm nay 24 tháng 7, có nhiều mảnh vỡ của một thiết bị bay không người lái đã được phát hiện ở số 17 đại lộ Komoskoye của thủ đô Moscow, nơi phát hiện ra các mảnh vỡ drone cách tòa nhà của Bộ Quốc phòng Nga chỉ có 2 cây số. Theo thông tin sơ bộ từ chính quyền thành phố cho biết, không có người nào bị thương trong vụ việc kể trên. Trong khi đó, hãng thông tấn RIA đã dẫn nguồn tin từ Sở Giao thông Vận tải Moscow cho biết, con đường từ đại lộ Komsomolsky ra đến ngoại ô của thành phố đã bị phong tỏa. Các kênh Telegram liên kết với Cơ quan An ninh Liên bang của Nga đã cho báo cáo nhiều cư dân ở các quận ở phía nam và phía tây nam của thành phố đã được báo cáo về việc nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn.
Trên mạng Telegram, thị trưởng ở thành phố Moscow là Sergei Sobyanin cho biết, máy bay không người lái đã đâm trúng vào hai tòa nhà không có dân cư sinh sống ở Moscow và không có thiệt hại và không có thương tích nghiêm trọng nào. Bộ Quốc phòng của Nga đã lên tiếng tố Ukraine đã đứng đằng sau cuộc tấn công vào thành phố Moscow, đồng thời cho biết các lực lượng phòng không đã ngăn chặn thành công và phá hủy được hai chiếc máy bay không người lái nói trên. Bên cạnh đó, phía Ukraine hiện nay vẫn chưa lên tiếng về vụ việc. Mỹ nói Ukraine giành lại 50% lãnh thổ từ Nga. Putin nói Ukraine phản công thất bại. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói Ukraine đã giành lại khoảng một nửa lãnh thổ bị Nga chiếm đóng, nhưng còn phải đối mặt với nhiều khó khăn phía trước. Đây mới chỉ là những ngày đầu của cuộc phản công, và Washington sẽ quan sát tình hình trong vòng vài tháng. Ông Blinken cho biết, theo Ngoại trưởng Mỹ, Nga đã thiết lập hệ thống phòng thủ mạnh mẽ, nhưng Ukraine đang nhận được vũ khí và hỗ trợ từ hơn 50 quốc gia, đồng thời nhiều lực lượng của Kyiv vẫn chưa tham gia đầy đủ vào cuộc phản công. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ trước đó nhận định cuộc phản công của Ukraine còn lâu mới thất bại, nhưng sẽ kéo dài, khó khăn và đẫm máu. Trước khi Kyiv phản công vào tháng 6, Nga được cho là kiểm soát 18% lãnh thổ Ukraine. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malia nói rằng, Kyiv đã giành lại hơn 210 km vuông lãnh thổ kể từ khi bắt đầu phản công. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng cuộc phản công của Kyiv đã thất bại và phương Tây rất thất vọng về việc này. Tại cuộc gặp hôm 23 tháng 7 tại thành phố St. Petersburg, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko nói rằng không có cuộc phản công nào của quân đội Ukraine được thực hiện. Đáp lại, ông Putin cho biết chiến dịch phản công có diễn ra nhưng nó đã thất bại. Một kênh Telegram liên kết với Tổng thống Belarus cùng ngày dẫn lời ông Lukashenko nói với giọng điệu đùa cợt rằng các tay súng Wagner bắt đầu thúc ép chúng tôi, họ muốn tiến về phía Tây. Hãy thực hiện một chuyến đi đến Warsaw và Rostov. Hãng thông tấn BBC cho hay một tòa nhà 4 tầng đã đổ sụp xuống ở tại thành phố Douala, là thành phố lớn của Cameroon vào ngày hôm qua, làm thiệt mạng ít nhất là 12 người và có 5 người khác bị thương. Hiện nay chưa rõ là có bao nhiêu người đang ở bên trong tòa nhà khi nó bị sập xuống. Các đội cấp cứu thuộc về Sở Cứu Hỏa của Cameroon cùng với Hội Hồng Thập Tự và các dịch vụ cứu người từ những nơi khác đến hiện trường và bây giờ vẫn còn đang làm việc để tìm kiếm những người sống sót. Có 3 trẻ em và 10 người lớn đã được chở đi cấp cứu ở bệnh viện gần đó. Nhân viên cấp cứu cho biết một bé gái 3 tuổi được chở đi bệnh viện nhưng đã thiệt mạng. Thống đốc Samuel Diodone Ivaha Dibua nói rằng tình hình đã được kiểm soát và các toán cứu nạn bảo đảm rằng không còn ai bị bỏ lại ở dưới đống đổ nát. Hiện nay vẫn chưa rõ nguyên nhân mà tòa nhà Ange Raphael bị sụp đổ. Nhưng các cư dân nói với báo giới, tòa nhà này đã bị siêu vẹo và đã xuống cấp từ lâu. Vé tàu ở châu Âu đắt hơn nhiều lần vé máy bay. Theo một báo cáo mới của Tổ chức Môi trường Quốc tế Hòa bình Xanh Greenpeace, giá vé tàu đường dài ở châu Âu có thể đắt gấp nhiều lần so với máy bay. Báo cáo do Greenpeace tổng hợp đã so sánh chi phí vé máy bay và vé tàu hỏa trên 112 tuyến đường châu Âu và 9 ngày khác nhau. Tính trung bình, vé tàu cao gấp đôi chi phí bay, trong khi các chuyến tàu từ Anh Quốc đến châu Âu có giá trung bình gấp 4 lần giá vé máy bay. Điều tương tự cũng xảy ra với Tây Ban Nha, nơi có mạng lưới đường sắt cao tốc gồm 4 thương hiệu cạnh tranh. Các chuyến bay rẻ hơn tàu hỏa trên 71% số tuyến đường được phân tích. Ngoài ra còn có một số loại vé tăng giá gây sốc. Vé đi gấp cận ngày từ London đến Barcelona vào tháng 5, đặt trước 2 ngày trước khi khởi hành có giá là 384 euro, khoảng 430 Mỹ Kim, so với 12,99 euro khi bay với hãng Ryanair, khiến giá vé tàu đắt hơn gần 30 lần so với máy bay. Theo Greenpeace, London, Barcelona là tuyến đường hàng không tầm ngắn đông đúc thứ 3 ở châu Âu với 3,36 triệu lượt người vào năm 2019. Việc chuyển các chuyến bay đó sang đường sắt sẽ giảm được 461.000 tấn khí thải nhà kính, tương đương với lượng khí thải hàng năm của hơn 300.000 xe hơi. Các quốc gia có giá vé tàu đắt nhất so với vé máy bay là Anh, Tây Ban Nha, Bỉ, Pháp và Ý. Tất nhiên, giá vé tiêu chuẩn không phải là bức tranh đầy đủ mà các hãng hàng không giá rẻ còn tính thêm nhiều loại phụ phí. Theo số liệu từ Cơ quan Môi trường Châu Âu, máy bay thải ra lượng khí nhà kính cao hơn gần 5 lần so với tàu hỏa, và hàng không là nguồn phát thải khí nhà kính tăng nhanh nhất ở châu Âu từ năm 2009 đến 2019, tăng 29% trong một thập niên. Và đó là những bản tin thế giới. Chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Hoa Kỳ sau một số thông tin thương mại. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.
Và sau đây là những phần tin liên quan đến Hoa Kỳ, thưa quý vị. Bắt đầu từ năm tới, tức là 2024, thì các công dân Hoa Kỳ đi vào khối Liên Âu sẽ phải xin visa. Liên Âu sẽ áp dụng hệ thống ủy quyền và thông tin du lịch Âu Châu. Quy định sẽ bắt đầu từ năm tới. Tất cả các du khách từ những quốc gia trước đây vốn được miễn visa sẽ phải ghi danh trực tuyến để xin phép nhập cảnh. Theo quy định mới, du khách sẽ ghi danh trực tuyến, điền mẫu đơn với những thông tin căn bản, kế hoạch du lịch và lịch sử du lịch cùng với các câu hỏi bảo mật. Thư chấp nhận sẽ được gửi qua email. Thông thường sẽ chỉ mất 1 giờ là nhận được thư chấp nhận, nhưng cũng sẽ có trường hợp phải chờ đến 96 giờ vì phải kiểm tra thêm. Lệ phí ghi danh là 8 Mỹ Kim, áp dụng cho mọi lứa tuổi. Thư chấp nhận này cho phép du khách được nhập cảnh nhiều lần trong vòng 3 năm hoặc đến khi sổ thông hành hết hạn. Liên Âu sẽ áp dụng cho mọi chuyến du lịch đến tất cả các nước thành viên, bao gồm có nhóm Schengen, Hiệp hội Thương mại Tự do Âu Châu như là Iceland, Na Uy và Thụy Sĩ. Các quốc gia của khối Schengen trong tương lai như là Bulgaria và Cyprus hoặc là các nước nhỏ như là Andorra và Monaco. Mục đích chính của việc này là thắt chặt an ninh biên giới, sàng lọc kỹ thuật số và theo dõi khách du lịch ra vào các quốc gia. Mục đích này khá giống với chương trình hệ thống điện tử cấp phép du lịch dành cho du khách đến Mỹ. Với chương trình mới này của Âu Châu, khoảng thời gian du khách Hoa Kỳ có thể ở lại Âu Châu vẫn không thay đổi. Tức là người mang sổ thông hành của Mỹ vẫn được phép lưu trú đến 90 ngày trong khoảng thời gian 180 ngày mà không cần có visa. Nếu lưu trú dài hơn 90 ngày thì cần phải có visa đặc biệt. Cảnh báo trào lưu mới nguy hiểm trên TikTok, uống hàng the. Các giới chức y tế Mỹ cảnh báo trào lưu TikTok mới nhất là thêm hàng the vào nước uống để giảm viêm và giảm đau khớp, rất nguy hiểm và có thể gây chết người. Theo hãng tin UPI, không biết việc phổ biến uống hàng the để giảm viêm và giảm đau khớp bắt đầu như thế nào, nhưng hiện nay nó trở thành xu hướng được bàn luận nhiều trên TikTok. Bác sĩ Kelly Johnson Arbor nhấn mạnh với đài NBC News, thực sự không có gì chứng minh việc sử dụng hàng the giúp giảm viêm hoặc giảm stress hoặc bất cứ điều gì tương tự. Công ty US Borax cũng lên tiếng cảnh báo về trào lưu nguy hiểm. Công ty khẳng định không cung cấp bất kỳ sản phẩm nào của chúng tôi để sử dụng làm thành phần ăn kiêng, dược phẩm hoặc hoạt chất không kê đơn, cũng như phụ gia thực phẩm hoặc phụ gia trực tiếp vào thực phẩm. Đài NBC News cho biết đã đề nghị phát ngôn viên của TikTok bình luận về trào lưu uống hàng the đang rầm rộ trên nền tảng này, song người này chưa trả lời. Hàng the đã bị cấm sử dụng trong các sản phẩm thực phẩm của Mỹ. Các trung tâm kiểm soát chất độc khuyến cáo rằng ăn phải hàng the có thể gây kích ứng dạ dày. Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, hàng the cũng có liên quan đến chứng buồn nôn, tiêu chảy, co giật và trụy mạch. Một nữ luật sư gốc Việt được tham gia kiểm soát tiền ảo. Luật sư Caroline Phạm là một trong năm ủy viên của Ủy ban Giao dịch Tài sản Tương lai, cơ quan kiểm soát tiền ảo, tức là cryptocurrency, một loại tài sản mới đang cần có sự kiểm soát của chính phủ. Luật sư Caroline Phạm tuyên thệ nhậm chức ủy viên Ủy ban Giao dịch Tài sản Tương lai vào tháng 4 năm ngoái, sau khi được Tổng thống Biden đề cử và được Thượng viện đồng nhất chuẩn thuận. Bà là một lãnh đạo được quốc tế công nhận với nhiều kinh nghiệm về thị trường chứng khoán và các sáng kiến điện toán. Trước khi được bổ nhiệm vào ủy ban, bà từng làm cố vấn cho nhiều hội đồng quản trị, các nhà lập pháp và các chuyên gia kiểm soát. Caroline Phạm sinh ra và lớn lên ở tại khu thung lũng Central Valley ở Bắc California. Bà có bằng cử nhân tại Đại học UCLA và bằng tiến sĩ luật ở tại Đại học Luật George Washington. Bà Caroline còn nhận được học bổng Manat Phelps vì sự xuất sắc ở trong ngành luật ngân hàng và học bổng của Hiệp hội Luật sư Người Mỹ gốc Việt, Washington, vùng DC và vùng phụ cận. Ngoài ra, bà còn nhận được giải thưởng của Hiệp hội Luật sư Người Mỹ gốc Việt vì là phụ nữ gốc Việt đầu tiên được Tổng thống và Thượng viện bổ nhiệm vào chức vụ điều hành. Doanh nghiệp phản đối tiêu chuẩn làm việc thời tiết quá nóng của chính phủ. Đợt nắng nóng kỷ lục trải dài từ California đến Florida khiến hàng chục người thiệt mạng. Bệnh viện quá tải và chính phủ phải cảnh báo về việc tiếp xúc lâu với ánh nắng. Tuy nhiên, Cơ quan Sức khỏe và An toàn Lao động chỉ mới đang trong quá trình soạn thảo bộ tiêu chuẩn làm việc để bảo vệ sức khỏe nhân viên trước hiện tượng nhiệt độ cực đoan ngày càng gay gắt. Mặc dù được chính quyền Tổng thống Joe Biden công bố từ 2 năm trước, các nỗ lực về thiết lập tiêu chuẩn nhiệt độ nơi làm việc của Cơ quan Sức khỏe và An toàn Lao động vẫn sẽ mất nhiều năm nữa mới có hiệu lực thực sự. Trong khi đó, các tổ chức kinh doanh bao gồm Phòng Thương mại Mỹ phản đối việc đưa ra các quy tắc kiểu như vậy. Họ lập luận rằng tiêu chuẩn nhiệt độ là một câu hỏi phức tạp, không thể dễ dàng giải quyết vấn đề nhiệt độ bất thường bằng một bộ quy tắc. Đó là chưa kể thể trạng và sức chịu đựng của mỗi người lao động là khác nhau. Đáp trả lại, các tổ chức lao động cho rằng những tiêu chuẩn chính thức về nhiệt độ vốn đã quá hạn từ lâu.
Cơ quan thống kê lao động chỉ ra rằng có 436 trường hợp bị thiệt mạng tại nơi làm việc vì tiếp xúc với nhiệt độ cao từ năm 2011 đến 2021, tương đương 40 trường hợp mỗi năm. Đa số đều xảy ra vào mùa hè. Dù không có tiêu chuẩn cụ thể về nhiệt độ, cơ quan sức khỏe và an toàn lao động vẫn có thể phạt những người sử dụng lao động nếu để người lao động làm việc trong mức nhiệt không an toàn vì đó thuộc nghĩa vụ chung. Nhưng nếu như vậy, cơ quan này phải chỉ ra được nhiệt độ gây ra nguy hiểm, đe dọa tính mạng người lao động. Mối nguy đó phải được công nhận rộng rãi và phải có biện pháp giảm thiểu khả thi. Tổng giám đốc của Twitter Linda Yaccarino vừa cho công bố logo mới cho mạng xã hội này, thay cho biểu tượng chú chim xanh quen thuộc, trở thành chữ X, cách điệu màu trắng ở trên nền đen. Trong bài đăng trước đó vào hôm 23 tháng 7 là ngày hôm qua, ông Elon Musk nói rằng ông muốn thay đổi logo của Twitter và đã thăm dò hàng triệu người theo dõi xem rằng họ có ủng hộ việc thay đổi bảng màu của trang web điện tử xanh này sang màu đen hay không. Và năm ngoái, vài tuần trước khi hoàn tất thương vụ mua lại Twitter, ông Elon Musk nói rằng thương vụ này sẽ đẩy nhanh tham vọng tạo ra một siêu ứng dụng có tên là X trong vòng 3 cho đến 5 năm tới. Theo AP, sự thay đổi được lên kế hoạch sau khi tỷ phú người Mỹ thừa nhận doanh thu quảng cáo hiện nay chỉ bằng một nửa so với trước đây, khiến cho dòng tiền của Twitter đã bị âm và làm gia tăng gánh nặng nợ nần chồng chất của công ty. Reuters đã dẫn lời của ông Mike Prouse là giám đốc nghiên cứu ở tại công ty công nghệ Forrester, nói rằng hành động của ông Elon Musk sẽ khiến cho nhiều người dùng rời bỏ Twitter bởi vì nó ngày càng khác với tệp đối tượng ban đầu mà mạng xã hội này đã hướng đến. Một mặt, mọi người có thể lập luận rằng ông Musk sẽ loại bỏ một thương hiệu mang tính biểu tượng. Mặt khác, ông ấy đang báo hiệu rằng đây là một ngày mới cho những gì từng là Twitter và công ty đang đi theo một hướng khác với cơ sở người dùng khác. Vào tháng 4, logo chú chim xanh của Twitter đã tạm thời được thay thế bằng chú chó Shiba Inu. Bước đi này đã đẩy giá trị của tiền điện tử tăng đột biến ở trên thị trường. Arizona nóng tới mức té xuống đất cũng bị phỏng. Nhiệt độ ngoài trời ở quận Maricopa lên quá cao những ngày qua, khiến cho phòng cấp cứu địa phương đang phải tiếp nhận số lượng đáng kể những bệnh nhân bị phỏng chỉ vì ngã xuống chạm đất. Tất cả 45 giường trong đơn vị chuyên trị phỏng ở Arizona, Burn Center, thuộc trung tâm y tế Valleywise Health đã đầy ắp trong tuần qua. 1/3 số bệnh nhân ở đây bị phỏng do té xuống đất. Bên phía phòng chăm sóc đặc biệt ICU cũng có những bệnh nhân bị phỏng nặng, khoảng phân nửa số đó cũng là do té xuống đất. Mặt đường nhựa có màu sậm và độ nén chặt. Khi mặt trời chiếu xuống, màu tối sậm của nhựa đường hút ánh sáng vào và nhiệt độ tăng lên. Khi thời tiết nóng lên, nhiệt độ của nền đường nhựa có thể nóng hơn ngoài trời từ 40 đến 60 độ. Một số nghiên cứu cho thấy, thứ năm tuần rồi nhiệt độ ngoài trời lên tới 119 độ F. Phoenix đã có 6 ngày nóng liên tiếp ở 115 độ hoặc trên đó, tới chủ nhật mới xuống được 114 độ. Bác sĩ Kevin Foster, giám đốc trung tâm chữa phỏng Arizona Burn Center cho biết, chỉ cần một phần của một giây chạm vào lề đường phố là đủ để phỏng khá nặng. Những ai ngã xuống mà không kịp dậy trong vòng 10 đến 20 phút là da có thể bị hoại tử, có thể phỏng ở cấp độ 3. Phỏng ở cấp độ 3 thường thấy ở những vụ cháy nhà. Phỏng đến mức sâu như vậy phải mất nhiều tuần, nhiều tháng để giải phẫu cấy ghép cho vết thương và phải tập vật lý trị liệu để hồi phục. Vòng quanh nước Mỹ vào ngày thứ hai, hơn 35 triệu người đang phải hứng chịu những đợt nóng như đổ lửa khắp miền Tây, vùng đồng bằng trung tâm và miền Nam Florida. Trong 30 ngày qua, hơn 5.000 kỷ lục nắng nóng đã bị phá vỡ hoặc đạt đến ở Hoa Kỳ, theo dữ liệu từ Cơ quan Quản lý Khí hậu và Hải dương Quốc gia NOAA cho biết. Nhân viên của hãng hàng không American Airlines bị chết vì tai nạn hay là vì tự tử? Một nhân viên của American Airlines đã được xác định là đã chết trong một vụ tai nạn ở trên đường băng của sân bay. Trong khi đó, điều tra viên của hãng hàng không cho rằng đó có thể là một vụ tự sát. Michael Ingram đã tử vong ở tại sân bay quốc tế Austin do vết thương khi chiếc xe kéo mà anh ta đang lái đã bất ngờ tăng tốc và đâm vào cầu nối ra máy bay. Theo một báo cáo của cảnh sát, chiếc xe kéo mà Michael Ingram đang lái được một số nhân viên cho là có một số vấn đề về máy móc. Vấn đề này cũng đã từng gây ra một tai nạn va chạm do hỏng phanh 10 ngày trước khi Ingram qua đời. Mặc dù đã được đánh dấu là không phục vụ nhiều lần vì phanh hỏng, nhưng chiếc xe vẫn không được sửa chữa và tiếp tục được nhân viên vận hành. Báo cáo cũng nêu rằng Lynn Fast là một nhà điều tra của American Airlines đã liên lạc với cảnh sát, nói rằng anh ta tự tin rằng sự việc có thể là tự tử chứ không phải là tai nạn.
Tuy nhiên, cảnh sát Austin đã bác bỏ tuyên bố đó sau những cuộc phỏng vấn với đồng nghiệp của Ian Graham và sự mơ hồ trong một số tuyên bố của FAST. Cả người giám định y tế của quận Travis và cảnh sát đều kết luận rằng nhân viên này đã bị chết do tai nạn. Cảnh sát đang chờ thêm kết quả từ cuộc điều tra của Cơ quan Sức khỏe và An toàn Lao động. Cơ quan này đang kiểm tra Menzies, là công ty chịu trách nhiệm bảo dưỡng chiếc xe kéo. Loài dung chứa chất độc thần kinh chết người xâm lấn Washington DC. Theo tờ Washington Post, loài dung đầu búa mang chất độc thần kinh chết người như cá ngốc đang xuất hiện ngày càng nhiều khắp tiểu bang Washington DC và phía bắc Virginia. Các chuyên gia cho biết loài dung độc được gọi là dung đầu búa đã được tìm thấy trên khắp khu vực Trung Đại Tây Dương và chúng có thể xâm lấn toàn bộ bờ đông nước Mỹ trong những năm tới do khí hậu ấm lên. Những con dung có thể dài tới 30cm và được đặt tên theo cái đầu hình bán nguyệt của chúng. Theo các chuyên gia, loài dung này sản sinh ra độc tố tetrodotoxin, một loại chất độc thần kinh có thể gây chết người được tìm thấy trong cá nóc. Nhà sinh vật học Amber Stokes, giáo sư tại Đại học Tiểu bang California cho biết, với một con dung nhỏ bé, nọc độc của nó chưa đủ để giết một con người. Tuy nhiên, những con dung này có thể gây tử vong cho các động vật không xương sống khác như ốc sên mà chúng săn mồi và thậm chí cả vật nuôi trong nhà. Nhà tự nhiên học Alonso Abugates cho biết việc loại bỏ những con dung đầu búa này là một thách thức. Đến từ vùng khí hậu nóng ấm nhưng chúng không chết vì mùa đông lạnh giá, cũng không thể cắt rời dung đầu búa vì những mảnh thân rời của chúng lại tái tạo ra một cái đầu búa mới. Tuy nhiên, muối lại có thể giết chúng. Muối hút nước ra khỏi cơ thể dung và chúng chết ngay lập tức. Và đó là những bản tin Hoa Kỳ. Sau một số thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại cùng phần tin Á Châu. Xin mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi. Và sau đây là những phần tin liên quan đến Á Châu, thưa quý vị. Tàu ngầm nguyên tử thứ hai của Hoa Kỳ đến Nam Hàn chỉ trong vòng chưa đầy một tuần. Tàu ngầm được chạy bằng năng lượng nguyên tử USS Annapolis của Hoa Kỳ mới đến Nam Hàn vào ngày hôm nay. Theo Reuters cho biết, con tàu Annapolis của Mỹ đã tiến vào căn cứ trên đảo Jeju để tiếp liệu trong quá trình thực hiện một nhiệm vụ tác chiến không xác định. Hải quân của hai nước có kế hoạch củng cố năng lực phòng thủ chung với sự xuất hiện của tàu USS Annapolis và tiến hành các hoạt động trao đổi nhân kỷ niệm 70 năm thành lập Liên minh Mỹ-Hàn. Tuyên bố từ Hải quân Nam Hàn cho hay như trên. USS Annapolis là tàu ngầm nguyên tử thứ hai đến Nam Hàn chỉ trong vòng chưa đầy một tuần. Vào hôm 19 tháng 7, USS Kentucky là tàu ngầm nguyên tử trang bị tên lửa đạn đạo của Hoa Kỳ đã cập cảng ở Nam Hàn. Trong khi đó, USS Annapolis chuyên làm nhiệm vụ tác chiến chống hạm và chống ngầm. Con tàu từng tham gia vào những cuộc tập trận chống ngầm ba bên giữa Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản vào tháng 9 năm ngoái ở vùng biển quốc tế ngoài khơi của bán đảo Triều Tiên. Khác với USS Kentucky, tàu ngầm USS Annapolis không được trang bị vũ khí nguyên tử. Mỹ lên tiếng vụ bắt hai phụ nữ Thiên Chúa giáo khỏa thân diễn phố tại Ấn Độ. Chính phủ Mỹ bày tỏ quan tâm sâu sắc về các video đang lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy cảnh một đám đông nam giới bắt hai phụ nữ lõa lồ diễn hành ở tỉnh bang Manipur của Ấn Độ trong một vụ xung đột mang tính tôn giáo xảy ra vào 2 tháng trước. Sự việc xảy ra vào ngày 4 tháng 5 sau một vụ tấn công bạo lực giữa hai cộng đồng ở Manipur. Đoạn video chỉ dài 26 giây cho thấy cảnh những người đàn ông thuộc cộng đồng Meitei đa số theo Ấn Độ giáo hành hung hai phụ nữ thuộc cộng đồng thiểu số Kuki theo Thiên Chúa giáo bằng cách bắt họ diễn hành trong tình trạng lõa lồ, không mảnh vải che thân. Những đàn ông này lao vào sàm sỡ thoải mái các bộ phận tình dục của hai nạn nhân. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ mô tả vụ này là vô cùng tàn bạo và khủng khiếp, bày tỏ sự cảm thông đối với các nạn nhân. Đoạn video gây phẫn nộ khắp Ấn Độ và Thủ tướng Narendra Modi đã lên án vụ tấn công là đáng xấu hổ và là một sự xúc phạm đối với đất nước. Vụ việc cũng thu hút sự chú ý đến một cuộc xung đột sắc tộc rộng lớn hơn đang diễn ra ở Manipur, một vùng nghèo khó với biên giới tiếp giáp Miến Điện. Ông Byron Singh, thống đốc tỉnh tiểu bang Manipur, hứa sẽ có hành động nghiêm khắc đối với thủ phạm, bao gồm cả kết án tử hình. Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất phản đối các vụ đốt kinh Koran ở tại Thụy Điển và Đan Mạch. Ngoại trưởng của Iran là Hossein Amir Abdollahian và người đồng cấp của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất là Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan đã có cuộc điện đàm vào ngày hôm qua thảo luận về quan hệ song phương và các vụ đốt kinh Koran gần đây ở tại Thụy Điển và Đan Mạch. Ở trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Abdollahian cho rằng
Các vụ đốt kinh Koran ở tại hai nước Âu Châu nói trên đã làm tổn thương đến các tín đồ Hồi giáo trên toàn thế giới, đồng thời kêu gọi phải có hành động nghiêm khắc đối với thủ phạm. Nhà ngoại giao của Iran cũng đã đề nghị triệu tập cuộc họp khẩn cấp các ngoại trưởng của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo để thảo luận về vấn đề này. Về phần mình, Ngoại trưởng Nahyan đã lên án mạnh mẽ mọi hành vi xúc phạm nhắm vào cuốn kinh linh thiêng của người Hồi giáo và niềm tin tín ngưỡng, đồng thời hoan nghênh đề nghị của ông Amir Abdullahian về việc tổ chức cuộc họp của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo. Vào ngày 21 tháng 7 vừa qua, nhóm cực hữu Danske Patriote ở Đan Mạch đã đăng video ghi hình một người đàn ông đang đốt một cuốn sách dường như là King Koran và có hành vi xúc phạm quốc kỳ của Iraq trước Đại sứ quán Iraq ở Copenhagen. Sự việc đã gây ra tức giận ở trong cộng đồng người Hồi giáo tại Iraq. Trước đó vào ngày 20 tháng 7, hàng trăm người biểu tình giận dữ đã xông vào Đại sứ quán Thụy Điển ở Baghdad và đã phóng hỏa tòa nhà để phản đối việc xúc phạm đến King Koran và quốc kỳ của Iraq ở ngay thủ đô Stockholm của Thụy Điển. Đảng cầm quyền của ông Hun Sen có thể giành 120 trên 125 ghế tại Quốc hội Cambodia. Kết quả bầu cử sơ bộ cho thấy Đảng cầm quyền Nhân dân Cambodia của Thủ tướng Hun Sen có khả năng giành được 120 trên 125 ghế tại Quốc hội. Tờ Khmer Times ngày 24 tháng 7 dẫn tài liệu từ nguồn đáng tin cậy cho biết, với 1 trên 3 tổng số phiếu đã được đếm trong đêm qua sau cuộc bầu cử quốc gia, Đảng Nhân dân Cambodia đang trên đà giành chiến thắng vang dội. Kết quả bầu cử sơ bộ cho thấy đảng của Thủ tướng Hun Sen giành hơn 83% số phiếu, tương đương 120 ghế sau hơn 2,6 triệu phiếu, gần 32% đã được Ủy ban Bầu cử Quốc gia kiểm đếm. Đảng Bảo Hoàng Phân Chi Bét của Hoàng thân Norodom Charuvut, người gọi quốc vương Norodom Sihamoni là Hoàng Thúc, giành được 5 ghế. Theo tờ The Phnom Penh Post, Ủy ban Bầu cử Quốc gia đã xác nhận rằng kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9, gồm số ghế giành được của mỗi đảng. Phát ngôn viên Đảng Nhân dân Cambodia Sok Aisan nói rằng tướng Hun Manet, con trai cả của Thủ tướng Hun Sen, đã giành được một ghế trong Quốc hội Cambodia, một bước quan trọng giúp ông Hun Manet có đủ điều kiện trở thành thủ tướng nếu được các nghị sĩ bầu chọn. Một vụ chìm phà đã xảy ra ở Indonesia khiến cho ít nhất 15 người tử vong. Lực lượng hữu trách của quốc gia này đang tìm kiếm những hành khách bị mất tích sau khi một chiếc phà bị chìm ngoài khơi của đảo Sulawesi, khiến ít nhất là 15 người thiệt mạng. Cơ quan tìm kiếm cứu nạn quốc gia của Indonesia ngày hôm nay cho biết, trong số 40 hành khách ở trên phà thì có 6 người sống sót, 19 người vẫn còn mất tích. Vụ chìm phà xảy ra vào khoảng rạng sáng ngày hôm nay, nguyên nhân dẫn đến thảm kịch vẫn chưa được rõ ràng. Tất cả các nạn nhân đã được xác định danh tính và giao cho các gia đình, trong khi những người sống sót hiện nay đang được điều trị tại các bệnh viện địa phương. Ông Muhammad Arafa là giới chức thuộc về cơ quan tìm kiếm cứu nạn của địa phương cho biết. Phà là phương tiện giao thông phổ biến ở Indonesia, là quốc gia vốn có đến hơn 17.000 hòn đảo. Và tai nạn thường xuyên xảy ra do những tiêu chuẩn an toàn lỏng lẻo, cho phép tàu bè chở quá tải mà không có đủ thiết bị cứu sinh. Hành khách cố mở cửa thoát hiểm máy bay giữa trời bị bắt ngay khi hạ cánh. Tờ The Times of India đưa tin một người đàn ông 29 tuổi đã bị bắt sau khi cố gắng mở cửa thoát hiểm máy bay giữa không trung. Lakshmi Prasad, phó ủy viên cảnh sát nói rằng phi hành đoàn của Air France cho biết Venkat Mohit Bhatipati đã cố gắng kéo cần gạt ở cửa sau bên trái của chiếc Airbus A330 trước khi bị các tiếp viên chặn lại. Phi hành đoàn cho biết hành động của người này đã khiến các hành khách khác hoảng sợ. Sau khi chuyến bay hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Kambagoda ở Bengaluru vào ngày 16 tháng 7, phi hành đoàn đã thông báo cho cảnh sát về hành vi của Mohit Bhatipati. Theo tờ báo, Mohit Bhatipati nói với các sĩ quan rằng anh ta chỉ đang kiểm tra các chức năng và giải pháp an toàn của cánh cửa. Cửa thoát hiểm thường không thể mở được giữa chuyến bay do chênh lệch áp suất giữa bên trong cabin và không khí bên ngoài. Tuy nhiên, nó có thể mở ra ở độ cao thấp hơn. Một sự việc tương tự đã xảy ra hồi tháng 5 khi một hành khách mở cửa thoát hiểm khi chuyến bay hạ cánh xuống Nam Hàn. Người đàn ông 33 tuổi sau đó bị bắt và nói rằng anh ta muốn xuống máy bay sớm. Một nữ kế toán ở Trung Quốc đã biển thủ đến 677.000 Mỹ Kim để làm bùa phép níu kéo bạn trai. Nữ kế toán viên ở tỉnh Liêu Ninh của Trung Quốc đã bị bắt bởi vì biển thủ đến hàng triệu nhân dân tệ để trả tiền cho thầy cúng và làm bùa phép để níu giữ bạn trai. Cô Vương, 25 tuổi, là kế toán ở thành phố Đại Liên thuộc về tỉnh Liêu Ninh, đã bị bắt vì biển thủ số tiền của công ty lên đến là 4.88 triệu tệ, tương đương với khoảng chừng 677.000 Mỹ Kim. Tờ báo South China Morning Post vào ngày hôm nay đưa tin, cô Vương bắt đầu lấy cắp tiền của công ty từ tháng 3 năm 2018,
lúc sắp chia tay bạn trai và muốn níu giữ tình cảm. Trong lúc tuyệt vọng, cô Vương bị cám dỗ bởi quảng cáo xem bói và tử vi trực tuyến. Cô ta nghĩ rằng có thể dựa vào các nghi thức tâm linh để đạt được mong muốn. Đầu năm 2021, Vương tìm được một thầy bói nữ ở trên mạng tên là Trương, 23 tuổi, và đã trả gần 400.000 tệ, tức là khoảng 55.000 Mỹ Kim cho cô ta. Sau đó, Vương cũng gặp một thầy cúng khác tên là Trần, là người đã thuyết phục cô ta thực hiện phép bùa theo kiểu Thái Lan để giúp cho bạn trai yêu thương cô hơn. Và năm ngoái, Vương đã thực hiện đến 150 lần chuyển khoản, với tổng giá trị lên đến là 3.89 triệu tệ cho Trần. Sau khi bị bắt, Vương vẫn tin rằng Trần đã mang lại may mắn cho mình vì bạn trai đã không bỏ cô. Cô ta tuyên bố không hối hận về việc cô đã làm. Công an thành phố Đại Liên hồi giữa tháng 7 đã mở họp báo, cho hay đã thu hồi được hơn 4.18 triệu tệ trả lại cho công ty của Kiều sau khi triệt phá được đường dây lừa đảo trực tuyến, bắt Trương và Trần. Hiện nay vẫn chưa rõ mức án của các nghi phạm này sẽ ra sao. Và đó là những phần tin liên quan đến Á Châu, thưa quý vị. Sau một vài thông tin thương mại, xin mời quý vị theo dõi các bản tin Việt Nam. Cảm ơn quý vị khán thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn TV. Và sau đây là phần tin Việt Nam. Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam cấp phép thăm dò bô xít ngay trong rừng quy hoạch. Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam cấp 4 giấy phép cho việc thăm dò bô xít trồng lấn hàng ngàn hecta rừng tại tỉnh Lâm Đồng. Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng ra công văn nêu rõ khu vực mà Bộ Tài nguyên Môi trường cấp 4 giấy phép cho các tổng công ty và tập đoàn thăm dò quặng bô xít tại tỉnh này trồng lấn quy hoạch lâm nghiệp. Cụ thể, trong hơn 21.000 hecta được cấp phép có 11.000 hecta rừng phòng hộ, hơn 4.900 hecta rừng sản xuất và hơn 16.200 hecta ngoài đất quy hoạch lâm nghiệp. Chiếu theo bản đồ của tỉnh Lâm Đồng, khu vực được Bộ Tài nguyên Môi trường cấp 4 giấy phép để thăm dò quặng bô xít làm ảnh hưởng gần 4.500 hectare đất rừng, trong đó có gần 2.400 hectare rừng tự nhiên. Theo Sở Công Thương tỉnh Lâm Đồng, hoạt động thăm dò như thế sẽ làm suy giảm diện tích rất lớn đất rừng, gây ảnh hưởng đến tỷ lệ che phủ rừng của địa phương. Sở này dẫn luật lâm nghiệp năm 2017 và luật khoáng sản với quy định không cho phép khai thác khoáng sản trên đất rừng phòng hộ, và đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh đưa ra khỏi quy hoạch bô xít gần 2.400 hectare rừng tự nhiên. 4 doanh nghiệp có nguy cơ bị mất trắng lô hàng đến hơn nửa triệu Mỹ Kim khi xuất vào các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị của Việt Nam ngày hôm nay cho biết có 4 công ty thuộc về hiệp hội đã xuất đến 5 container hàng, gồm có 2 container hồ tiêu, 1 container quế, 1 là hoa hồi và 1 là điều. Tổng giá trị lên đến 516.761 Mỹ Kim đến cảng Jebel Ali, Dubai của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong đó, bên mua là Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC và ngân hàng thu hộ là Ajman Bank PJSC. Điều khoản thanh toán lô hàng theo hình thức là nhờ thu DP, nhờ thu trả tiền trao chứng từ. Theo VPA, đến nay, 4 lô hàng đã bị lấy ra khỏi cảng nhưng chưa thanh toán, gồm có 2 container hồ tiêu và 1 container quế, 1 container điều. Tổng trị giá là 400.000 Mỹ Kim. Khả năng lô hàng còn lại là hoa hồi trị giá 126.300 Mỹ Kim. Dự kiến cập cảng vào ngày 26 tháng 7. Cũng có nguy cơ bị mất do bộ chứng từ gốc đã bị thất lạc. Trong thời gian hàng tới cảng, các ngân hàng Việt Nam dùng dịch vụ DHL chuyển phát bộ chứng từ gốc tới ngân hàng Ajman và nhân viên ngân hàng này đã ký nhận thành công 5 bộ chứng từ. Tuy nhiên, không rõ lý do các bộ chứng từ gốc không còn lưu lại ở tại ngân hàng, nên các ngân hàng Việt Nam đã liên tục yêu cầu phía ngân hàng bạn thanh toán. Dù nhắc nhở nhiều lần, nhưng bên mua hiện nay vẫn trì hoãn, nên công ty Việt Nam đã kiểm tra hệ thống hãng tàu phát hiện ra là 4 container xuất cảng đã bị biến mất ra khỏi cảng. Trong khi đó, ngân hàng bạn vẫn không trả lại bộ chứng từ gốc và vẫn chưa có trả lời thỏa đáng. Nhà xuất bản giáo dục lãi kỷ lục, dân nổi lên những lời riêng xiết. Tờ Dân Trí vừa có bài viết tâm tư khi giá sắp tăng, nhà xuất bản báo lãi kỷ lục, bình luận về tin tức kinh doanh lợi nhuận của nhà xuất bản sách giáo khoa trung tiểu học, độc quyền của nhà nước. Bài bình luận dẫn lại các tin tức có từ 2 tuần trước cho hay nhà xuất bản giáo dục Việt Nam báo lãi cao kỷ lục trong năm 2022. Sau khi trừ thuế, tiền lãi còn được là 331 tỷ đồng, hơn 7,7 triệu Mỹ Kim, tăng 15% so với năm 2021 và gấp rưỡi kế hoạch được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao.
nhà xuất bản giáo dục trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo độc quyền biên soạn, biên tập, in ấn và tổng phát hành các loại sách giáo khoa và các xuất bản phẩm giáo dục phục vụ việc giảng dạy, học tập của các ngành học, bậc học tại Việt Nam. Sách giáo khoa tại Việt Nam nhận nhiều lời kêu ca về các sai sót không thể chấp nhận được, đặc biệt sách tiểu học năm nào cũng thấy tăng giá khiến cho các bậc phụ huynh tâm tư. Cứ mỗi lần biên soạn và phát hành lại như thế, hàng năm sách giáo khoa lại tăng giá gấp đôi hay gấp ba. Trong khi Hiến pháp Việt Nam viết rằng nhà nước không thu học phí, nhưng trên thực tế, Hội đồng thành phố Hà Nội đã thông qua hai nghị quyết liên quan để thu học phí từ 100.000 đến 300.000 đồng với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố năm học 2022 đến 2023. Cả nước chỉ có 8 địa phương miễn học phí 100% cho học sinh là Bắc Ninh, Quảng Bình, Cần Thơ, Đà Nẵng, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Ninh, Bắc Cạn và Hải Phòng. Ngày 30 tháng 12 năm 2022, báo Vietnamnet dẫn kết luận của Thanh tra Nhà nước cáo buộc nhà xuất bản giáo dục Việt Nam lạm dụng vị trí độc quyền để toa rập với các nhà thầu giấy in bán giấy giá đắt hơn, dẫn đến giá sách giáo khoa đắt hơn. Nhà xuất bản này cũng từng bị cáo buộc ăn chia với những nhóm biên soạn sách giáo khoa để ăn tiền lại quả. Cuối cùng thì cha mẹ học sinh phải gánh hết những thứ tốn kém có tên và không tên, gộp thành giá tiền quyển sách giáo khoa vô cùng đắt đỏ. Phát hiện ra thi thể của hai vợ chồng ôm nhau nổi lên ở một mương nước ở Hà Nội. Một lãnh đạo công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, người dân vừa phát hiện ra thi thể của hai vợ chồng ôm nhau vừa nổi lên ở mương nước Liên Mạc ở trên địa bàn. Ngay sau đó, người dân báo tin tới cơ quan của công an. Nhận được tin báo, lực lượng công an đã đến hiện trường đưa hai thi thể lên bờ, đồng thời tiến hành khám nghiệm, điều tra để làm rõ nguyên nhân. Lãnh đạo công an của quận Bắc Từ Liêm thông tin ban đầu về vụ việc cho biết, vào tối ngày 20 tháng 7, hai vợ chồng tổ chức sinh nhật cho người con 1 tuổi và đã xảy ra cãi nhau. Khi đó thì người vợ bảo rằng đi trước đây. Nghe vậy thì người chồng bảo rằng đi luôn đi. Nhưng khi vợ bỏ đi thì người chồng cũng đi theo. Khi đến mương nước Liên Mạc, người vợ bất ngờ nhảy xuống, người chồng nhảy theo cứu và ôm lấy vợ. Sau đó từ tối 20 tháng 7, gia đình của cả hai người này cùng giới hữu trách đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. Nhân viên ngân hàng chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của khách để chơi game. Tòa án thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa đưa ra xét xử vụ án hình sự sơ thẩm và tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Lê Thanh Quang, sinh năm 1990, ngụ xã Hải Yến, thị xã Nghi Sơn, về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thị xã Nghi Sơn, do cần tiền để trả nợ, tháng 8 năm 2021, Lê Thanh Quang, tổ trưởng tổ hành khách hàng phòng giao dịch thị xã Nghi Sơn, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt, chi nhánh Thanh Hóa, gọi tắt là Ngân hàng Liên Việt Postbank, đã vay ông Lê Văn Hờ, thị xã Nghi Sơn, số tiền 200 triệu đồng, khoảng 8.500 Mỹ Kim. Khi có tiền, nam nhân viên ngân hàng này sử dụng 140 triệu đồng, khoảng 5.900 Mỹ Kim trả nợ cá nhân, số tiền còn lại Quang dùng để đánh bạc dưới hình thức chơi game đổi thưởng và bị thua toàn bộ số tiền trên. Do quản lý hồ sơ vay vốn của ông Hờ và biết tài khoản khách hàng này có tiền, nên Quang đã sử dụng máy tính của cơ quan gửi email tới bộ phận kế toán ngân quỹ của ngân hàng, đề nghị thay đổi số điện thoại ghi danh của khách hàng, tức của ông H, sau đó sang số điện thoại của chính mình và thay đổi trong ứng dụng Liên Việt 24 giờ. Từ đó, Quang đã truy cập bất hợp pháp vào tài khoản ngân hàng của ông H thông qua ứng dụng Liên Việt 24 giờ, chuyển 100 triệu đồng sang số tài khoản của mình rồi dùng 70 triệu đồng để đánh bạc dưới hình thức chơi game đổi thưởng. Theo cáo trạng, hành vi trên của Lê Thanh Quang là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông và xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác. Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, Hội đồng xét xử Tòa án thị xã Nghi Sơn đã tuyên phạt Lê Thanh Quang 3 năm 6 tháng tù giam, buộc Quang trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của khách hàng. Hôm nay, Cơ quan An ninh Điều tra Công an của tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Dương Tuấn Ngọc, hộ khẩu thường trú ở tỉnh Long An, hiện nay đang ở huyện Lâm Hà thuộc tỉnh Lâm Đồng, về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc là tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, Dương Tuấn Ngọc đã đăng tải và chia sẻ nhiều bài viết cũng như video clip lên ứng dụng mạng xã hội Facebook và YouTube có nội dung bóp méo tình hình thực tế, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền, nhân dân, nói xấu chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, xúc phạm đến Hồ Chí Minh. Cơ quan An ninh Điều tra Công an Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án này và khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Dương Tuấn Ngọc.
các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Lâm Đồng phê chuẩn. Vào ngày 21 tháng 7, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an của tỉnh đã tống đạt các quyết định về lệnh trên. Hiện nay, Cơ quan An ninh đang tạm giam đối với đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng cũng như xử phạt nghiêm trọng theo quy định của pháp luật. Hồ Tuyền Lâm được UNESCO vinh danh khu du lịch tiêu biểu châu Á-Thái Bình Dương. Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng vừa được UNESCO vinh danh là khu du lịch tiêu biểu châu Á-Thái Bình Dương. Thông tin được Giám đốc Ban Quản lý khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm Nguyễn Quốc Tuyến loan báo ngày 24 tháng 7. Theo ông Tuyến, khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm được ban tổ chức đánh giá đã đạt đầy đủ các tiêu chí của UNESCO, góp phần cho sự phát triển kinh tế bền vững và lan tỏa giá trị văn hóa quốc gia. Lễ vinh danh nằm trong khuôn khổ chương trình diễn đàn giao lưu văn hóa và kinh tế Việt Nam và Ấn Độ và lễ biểu dương các nhà trí thức, nhà quản lý, nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội, nhà doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu châu Á-Thái Bình Dương. Theo ông Nguyễn Quốc Tuyến, khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm là địa điểm đầu tiên của Việt Nam được vinh danh khu du lịch tiêu biểu châu Á-Thái Bình Dương và là đại diện duy nhất của châu Á được vinh danh lần này. Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm nộp hồ sơ dự chương trình từ tháng 3 năm 2023. Ban tổ chức sau đó làm việc qua 3 vòng để chọn ra các đại diện tiêu biểu. Hai vòng đầu ban tổ chức xét duyệt hồ sơ, vòng thứ 3 ban tổ chức phỏng vấn trực tuyến. Giám đốc Ban Quản lý Du lịch Quốc gia Hồ Tuyền Lâm cho biết, khó nhất là việc thực hiện nghĩa vụ thuế, toàn bộ hồ sơ đều thể hiện bằng tiếng Anh. Theo ông Tuyến, lợi thế của khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm là nhờ năm 2022 đã khai triển được phần mềm quản lý từ xa. Đây là sản phẩm do Ban Quản lý khu du lịch tự phát triển. Hiện sáng kiến này đang được đề cử giải thưởng đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc năm 2023 tại Việt Nam. Triệt phá được đường dây cho vay lãi nặng 20.000 tỷ do một người Trung Cộng chủ mưu. Ngày hôm nay, Cơ quan An ninh Điều tra của Quảng Nam cho hay vừa có quyết định khởi tố vụ án cho vay nặng lãi ở trong giao dịch dân sự, cưỡng đoạt tài sản, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và khởi tố bị can, bắt tạm giam 45 người để điều tra. Theo thông tin ban đầu, qua khai triển các biện pháp, nghiệp vụ, nắm tình hình trên không gian mạng, Công an Quảng Nam phát hiện có nhiều người dân bị các đối tượng dẫn dụ và cài đặt những app vay tiền nhanh để vay tiền với lãi suất cao. Bước đầu xác định, từ cuối năm 2020 đến tháng 7 của năm nay, nhóm người Trung Cộng chủ mưu cấu kết với nhiều người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại ma để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất là 2.346% một năm cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc thông qua ứng dụng GreatVay ở trên điện thoại di động. Quá trình điều tra ban đầu xác định tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính cho đến thời điểm bắt giữ là 20.000 tỷ đồng. Thu lợi bất chính số tiền là hơn 8.000 tỷ đồng. Tổ chức rửa tiền và chuyên tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam với số tiền là hơn 5.000 tỷ đồng. Và đó là những phần tin liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị. Sau một vài thông tin thương mại, xin mời quý vị theo dõi các bản tin địa phương. Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin địa phương. Người cha đập vỡ kính chắn gió giải cứu đứa con nhỏ trong xe hơi tại Texas. Một em bé vừa được giải cứu khỏi một chiếc xe ở phía nam Texas vào đầu tuần này trong cái nóng như thiêu như đốt sau khi gia đình bé tình cờ để quên chìa khóa trong xe. Đoạn video ghi lại cảnh giải cứu do một người qua đường chụp lại cho thấy sự việc diễn ra ở bãi đậu xe của một cửa hàng HEB ở Harlingen, nằm ở cực nam Texas. Trong video, một nhóm người cùng tập hợp xung quanh xe, cùng nhau đập vỡ kính chắn gió phía trước bằng nhiều công cụ khác nhau. Người qua đường chứng kiến lại sự việc cho biết có một phụ nữ đã leo qua kính chắn gió phía trước bị vỡ để tiếp cận em bé và đưa em bé ra ngoài. Chỉ số nhiệt độ trong ngày hôm đó là hơn 100 độ. Chưa rõ em bé đã ở trong xe bao lâu trước khi được giải cứu. Theo Cơ quan Quản lý Giao thông Quốc gia, chỉ cần 10 phút ở ngoài trời, xe sẽ nóng lên 20 độ. Cùng với đó, nhiệt độ cơ thể của trẻ em tăng nhanh gấp 3 đến 5 lần so với người lớn. Do vậy, việc để trẻ em ở lại trong xe nóng sẽ khiến tình hình trở nên nguy hiểm. Đường xe điện tốc hành Las Vegas và Nam California sắp được khởi công. Công trình xe điện tốc hành nối liền miền Nam của California với thành phố Las Vegas đang tiến gần hơn đến ngày khởi công. Cơ quan quản trị đường sắt Liên bang Hoa Kỳ vừa mới phê chuẩn công trình xe điện cao tốc mang tên là Brightline về mặt tác động môi trường, cho phép kế hoạch xây cất được tiến hành.
Công trình này sẽ tốn khoảng 12 tỷ Mỹ Kim. Công ty Brightline West là công ty thầu công trình, cho biết là đoàn xe tốc hành sẽ chạy 260 dặm giữa Las Vegas và Los Angeles trong vòng 2 tiếng rưỡi đồng hồ, kể như là nhanh gấp đôi so với thời lượng đi bằng xe hơi. Quận San Bernardino sẽ nhận được 25 triệu Mỹ Kim từ chính phủ liên bang cho dự án này để xây 2 trạm cho đoàn xe cao tốc ở Hesperia và Apple Valley. Đoàn xe Brightline cũng sẽ có trạm ở Rancho Cucamonga và ngay Las Vegas Strip. Xe tốc hành chạy hoàn toàn bằng điện, không thải khói, vận tốc có thể lên đến hơn 186 dặm trong 1 giờ. Brightline West dự trù sẽ giảm được 3 triệu lượt xe hàng năm, tương đương với khoảng 400.000 tấn khí thải carbon dioxide đang góp phần làm biến đổi khí hậu cho trái đất ngày càng nóng lên. Theo ước tính ban đầu, xe điện tốc hành sẽ thu hút được 12 triệu lượt khách đi một chiều giữa Los Angeles và Las Vegas khi bắt đầu chạy toàn thời gian. Công trình đường xe điện tốc hành dự trù sẽ khởi công trong năm nay. Và sau đây là bản tin cuối. Công viên giải trí 2 tỷ Mỹ Kim sắp xây ở Oklahoma tạo 4.000 việc làm. Một công viên giải trí cỡ Magic Kingdom ở Disney sẽ được xây ở mạng đông bắc tiểu bang Oklahoma trên xa lộ Route 66 gần Grand Lake trị giá 2 tỷ Mỹ Kim. Công viên và khu nghỉ dưỡng mang tên American Heartland Theme Park and Resort rộng 1.000 mẫu bằng cỡ Disneyland hay Magic Kingdom sẽ bao gồm công viên giải trí 125 mẫu và một khu đất cắm trại và bãi đậu xe RV rộng 320 mẫu, chứa được 750 xe RV và có 300 căn cabin cho mướn, dự trù mở cửa đón du khách vào năm 2025. Công viên giải trí sẽ hoàn tất và khai trương năm 2026. Chủ đề của công viên nêu lên những nét đẹp, những địa danh của miền đất Heartland, trung tâm Hoa Kỳ. Du khách vừa thưởng thức các trò chơi và những màn trình diễn, vừa khám phá đồng bằng Great Plains, vịnh Bayou Bay, thác nước Big Timber Falls, bến cảng Stony Point Harbor, làng Liberty Village và thành phố viễn tưởng Electropolis. Thượng nghị sĩ tiểu bang Michael Bergstrom thuộc đảng Cộng hòa phát biểu rằng ông mong đợi công viên giải trí này đem lại hơn 4.000 việc làm cho tiểu bang. Du lịch là một trong những ngành mũi nhọn của Oklahoma và công trình này sẽ góp phần đẩy mạnh nền kinh tế tiểu bang thêm nữa, thượng nghị sĩ Bergstrom nhận định. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình tin tức của Đài Sài Gòn TV. Xin kính chúc quý vị một buổi tối an lành. Xin kính chào tạm biệt.